Không được lượng, nó chậm chở được không ạ? Kéo mọi người đi đi. Đây 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 đây. Đảng ơi, đất mất nhà rồi đảng ơi. Đúng đảng gì nữa thôi. Đảng ơi, dân mất đất mất nhà rồi đảng ơi. Đảng ơi, dân mất đất mất nhà rồi đảng ơi. Cố dân Kiên Giang ông ơi. Đảng ơi, dân má đất mất nhà rồi đảng ơi, tỉnh Ninh Bình nó hạnh phúc mất rồi đảng ơi cứu dân chúng tôi đi đảng ơi, dân má đất mất nhà rồi đảng ơi. Đại đám nhà cầm quyền đã chứ, đảng cộng sản Việt Nam Trần Thanh Liêm, chủ tịch tỉnh Bình Dương làm chủ chức chủ quyền hạn sơ sơ, nhà cướp đất mất đại đám nhà cầm quyền đã chứ, đảng cộng sản Việt Nam Trần Thanh Liêm làm chủ chức chủ quyền hạn sơ sơ. Cứ đi đi, mình đến ở trên kia rồi. Đi ra nhà đảng ơi, không có mà ra mất nhà rồi đảng ơi. Tỉnh Ninh Bình nó ăn cướp, nhà cướp đất mất rồi đảng ơi. Cứu dân đi đảng ơi, đảng ơi, dân mất đất mất nhà rồi đảng ơi. Cứu dân đi đảng ơi. Ông cộng ông Phúc ơi, nhà cầm quyền đảng cộng sản Việt Nam ơi, đã quân dân chỗ nào mà đây gia đình đã trên đường 20 năm nay. Phúc cộng ơi, cứu dân đi đảng ơi, đã đảo nhà cầm quyền đảng viên đảng cộng sản Việt Nam Trần Thanh Liêm, chủ tịch tỉnh Bình Dương lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ, đã đảo nhà cầm quyền đảng viên đảng cộng sản Việt Nam Trần Thanh Liêm lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ. Đảng ơi, cứu dân đi đảng ơi. Đảng ơi, không hợp đâu. Nó ăn cướp đất cướp nhà. Gia đình nhà tôi rồi đảng ơi. Cứu gia đình nhà tôi rồi đảng ơi. Lỡ lỡ không á, nó chẳng được nó không được đi lại đường này. Bây giờ này bọc nó đường mùi nhãn, bọc lên. Đảng ơi, bây giờ này bọc qua đường Bùi Nhãn nó bọc lên. Bọc qua đường nhà khách đó. Đi qua đường này của em nó không được. Đã đâu nhà cầm quyền đảng viên đảng cộng sản Việt Nam Trần Thanh Liêm lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ. Đã đâu nhà cầm quyền đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Đảng ơi, mất nhà rồi đảng ơi, đảng ơi cứu dân đi đảng ơi, cứu dân đi đảng ơi, tỉnh Ninh Bình nó ăn cướp đất cướp nhà mất gia đình nhà tôi rồi đảng ơi, cứu gia đình nhà tôi với đảng ơi, đảng ơi cứu dân đi đảng ơi. Đảng ơi, dân mất đất mất nhà rồi đảng ơi, cứu dân đi đảng ơi, tỉnh Ninh Bình nó ăn cướp đất cướp nhà gia đình nhà tôi rồi đảng ơi, cứu gia đình nhà tôi với đảng ơi. Đảng ơi, dân mất đất mất nhà rồi đảng ơi, cứu dân đi đảng ơi, tỉnh Ninh Bình nó ăn cướp đất cướp nhà gia đình nhà tôi rồi đảng ơi, cứu gia đình nhà tôi với đảng ơi. Có đường cái mà đi, bờ hè là người dân. Thank you.
Cứu gia đình nhà tôi với Đảng ơi. Cứu gia đình nhà tôi với Đảng. Cô Thu ơi, đi bên này đường, đi bên này đường. Không biết cơm các bạn họ hội gì. À, sẽ là thứ 36 là có thấy những người dân như vậy không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chồng ơi. Gia đình nhà cháu là ở tỉnh Ninh Bình, bác chồng ơi. Kìa, cái ông vua kìa. Bác chồng ơi, bác cho ta ra được. Ông, Phúc à. Bác chồng ơi, bác chồng ơi, bác chồng ơi. Bác chồng ơi, chúng ta vô vô kìa. Chúng mày có gì không phải họ. Chúng mày không phải họ vào chỉ cần quay thôi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa vào mà vẫn đánh. Bác Phúc ơi, cháu là ở tỉnh Ninh Bình này. Đồng tỉnh Kiên Giang bao cô lao bác Phúc ơi. Chạy đã, chạy đã, chạy đã, chạy đã, chạy đã, bác ơi. Nhìn thấy ông Phúc cũng quay trở lại đâu. Ông chủ trì cuộc họp ngày hôm nay chứ ai?
Hôm nay chiều là đến nào? Đi sang đường đi, sang đường đi. Một túi trăng, một túi cái bạc đấy, không phải trăng đâu, cái bạc đấy. Điều này là cái bạc mà mình muốn cái công ty phù hợp này, ai ra thấy ai.